chiều 27 tháng 10, trả lời nghe, ông Nguyễn Minh Cường, trưởng công an xã Hà Thượng Đại Từ, Thái Nguyên, cho biết, vụ tai họa đường sắt xảy ra tại địa phương vào sáng cùng ngày may mắn không gây yêu mến dòng. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 10, chị Nguyễn Thị Lý sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Hội, Đại Từ, lái xe máy chở theo chị Hoàng Thị Cường sinh năm 1987, trú tại tỉnh Bình Thuận, và cháu bé xíu 3 tuổi, đi trên quốc lộ 37 theo hướng núi Hồng Quán Triều khi đến đoạn lối giao với xã Tám, xã Hà Thượng, chị Lý lái xe băng qua đường sắt không rào chắn ba rai để vào trong xã. Đúng lúc này, tàu chở thang đi từ núi Hồng Quán Triều chạy đến tông trúng xe máy. Cú gia dấp khiến chị Lý và chị Cường dân ra khỏi đường ray, một lúc sau cháu bé xíu 3 tuổi chui ra khỏi gầm tàu, thoát chết thần kỳ. Ngay đoạn lối rẽ băng qua đường sắt để quý phái xã Tám có lái xe ô tô đang dừng chờ tàu đã cảnh báo chị Lý là tàu đến nhưng chị này vẫn cố tình băng qua nên bị tàu tông. Chiếc xe máy bị kéo rơi khoảng 20 m chị Cường ngồi sau xe máy bị đẩy chân, còn chị Lý và cháu bé xíu may mắn không bị sao, ông Cường chia sẻ và cho biết, đoàn tàu chở thang trên chạy với tốc độ khoảng 9 trừ 10 giờ. Nặng nhân ngồi thất thần sau khi thoát chết trong gang tức. Ảnh đợt. À. Theo vị trưởng công an xã Hà Thượng, nơi đây soàn có tàu chở than từ núi Hồng về quán triều. Tàu đi qua nhiều điểm khu dân cư, trường học, nhưng không có ba rai, gọi báo hiệu tàu đến nên rất nguy khốn cho người dân. Cách đây vài năm từng có trường hợp người dân bị tàu tông chết, những năm gần đây cũng xảy ra tai họa khiến nạn nhân bị gãy chân, tay. cứ khoảng 45-50 phút là có một chuyến tàu chở than đi qua nhiều khu vực đông dân cư, trường học mà không có ba rai còi báo hiệu theo tôi các ban ngành công dụng nên niềm nở đến vấn đề này để hạn chế những tai họa